Mới đây, tờ Sportskeeda đã công bố danh sách các cầu thủ sở hữu khối tài sản đồ sộ nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, bao gồm nhiều ngôi sao nổi tiếng như Messi, Ronaldo và Neymar. 5. Kylian Mbappe, tài sản 180 triệu đô la Mỹ. Chỉ mới 24 tuổi, Mbappe là cầu thủ trẻ nhất trong danh sách này. Cầu thủ người Pháp là đầu tàu, giúp đội tuyển Pháp có hai lần liên tiếp lọt đến trận chung kết World Cup, trong đó vô địch vào năm 2018. Tại câu lạc bộ chủ quản PSG, Mbappe cũng là một trong những cầu thủ nhận được mức đãi ngộ cao nhất. Bên cạnh đó, Mbappe còn nhận được tài trợ từ các thương hiệu lớn trên toàn thế giới. Hiện tại, Mbappe sống trong căn hộ trị giá 10,4 triệu đô la Mỹ ở Paris. Anh mua bất động sản rộng gần 595 m2 ở khu phố đắt đỏ nhất thủ đô nước Pháp năm 2017. Ngôi nhà có 12 phòng ngủ, sân bóng rổ, thư viện, phòng tập thể dục và phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Nó nhìn ra tháp Eiffel với bể sụp trên sân thượng. Tháng 12 năm ngoái, ngôi sao 24 tuổi trở thành đại sứ toàn cầu mới cho dòng thời trang nam và nước hoa Dior Sauvage của Dior. Ngoài ra, cầu thủ này còn là đại sứ cho hãng đồng hồ cao cấp và danh tiếng của Thụy Sĩ Hublot với bản hợp đồng lên tới 1,1 triệu đô la Mỹ mỗi năm. 4. Zlatan Ibrahimovic, tài sản 190 triệu đô la Mỹ. Với cá tính mạnh cùng với khả năng săn bàn đáng nể, Ibrahimovic là một trong những cầu thủ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất. Trước khi tuyên bố giải nghệ hồi tháng trước, Ibrahimovic đã thi đấu cho nhiều câu lạc bộ lớn tại châu Âu như Barca, MU, Inter hay AC Milan. Sự nổi tiếng giúp Ibrahimovic kiếm được số tiền không nhỏ từ bóng đá. Theo Sportskeeda, tài sản của cựu tiền đạo người Thụy Điển rơi vào khoảng 190 triệu đô la Mỹ. Theo số liệu của Fox, Ibrahimovic là vận động viên thể thao được trả lương cao thứ 12 trên toàn thế giới năm 2014. Bên cạnh đó, những hoạt động kinh doanh ngoài sân cỏ cũng giúp cầu thủ này luôn duy trì được một vị trí trong nhóm dẫn đầu. 3. Neymar, tài sản 200 triệu đô la Mỹ. Sở hữu đôi chân ma thuật, Neymar trở thành thần tượng của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Cập bến PSG bằng bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử, Neymar bỏ túi khoản tiền lương ước tính rơi vào khoảng hơn 40 triệu đô la Mỹ một năm. Ngoài ra, những bản hợp đồng từ các nhà tài trợ cũng mang về cho cầu thủ Brazil số tiền không nhỏ. Tài sản của Neymar được ước tính rơi vào khoảng 200 triệu euro. Neymar hiện sống trong một dinh thự 5 tầng nằm cách trung tâm Paris 10 km. Tòa nhà có diện tích 10.000 m2, một hồ bơi trong nhà khổng lồ, cùng phòng xông hơi khô, phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và một căn phòng rộng cho các hoạt động giải trí tùy thích. Bao quanh tòa nhà cũng là khu vườn rộng tới 5.000 m2. Neymar cũng sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại quê nhà, chẳng hạn như biệt thự 9 triệu đô la Mỹ với bãi đậu trực thăng hay tòa dinh thự 3,3 triệu đô la Mỹ có sân bóng, hồ bơi, thang máy và nhà để xe có thể chứa đến 20 chiếc ô tô. 2. Cristiano Ronaldo, tài sản 500 triệu đô la Mỹ. Siêu sao CR7 đang sở hữu khối tài sản rơi vào khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Đây là số tiền Ronaldo kiếm được từ lương thưởng cũng như các hợp đồng tài trợ. Bên cạnh đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng thành công trong lĩnh vực kinh doanh thời trang và khách sạn. Lúc này, Ronaldo đã chuyển tới thi đấu cho Al Nassr và nhận về mức thù lao kỷ lục 220 triệu đô la Mỹ một năm. Với mức đãi ngộ này, tài sản của CR7 được cho sẽ tăng nhanh trong thời gian tới, thậm chí có thể cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Khi đã no nê danh hiệu cũng như đạt được nhiều thành công trên sân cỏ, siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đang chuẩn bị cho một cuộc sống sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Theo tờ AS, tiền đạo đang thuộc biên chế câu lạc bộ Al Nassr được cho là sắp mở rộng danh mục đầu tư kinh doanh vốn đã rộng lớn của mình bằng cách mua cổ phần của một tập đoàn truyền thông. Theo một số hãng truyền thông tại quê hương Bồ Đào Nha của Ronaldo, cầu thủ 38 tuổi này có kế hoạch mua 30% cổ phần Cofina, một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất đất nước. 1. Lionel Messi, tài sản 600 triệu đô la Mỹ. Theo Sportskeeda, Messi là cầu thủ giàu nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, tổng tài sản rơi vào khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Suốt thời gian dài, Messi là cầu thủ được trả thù lao cao nhất thế giới. Cập bến Inter Miami hè này,
Messi được cho sẽ bỏ túi 50 đến 60 triệu đô la Mỹ một năm. Miami không lạ lẫm với Messi, đây là thành phố có cộng đồng người Argentina và Latin sinh sống khoảng 100.000 người. Truyền thông nước này tin rằng M10 như một thỏi nam châm giúp kéo lượng người hâm mộ khổng lồ đến Mỹ du lịch và xem thi đấu. Messi hiện sở hữu 4 bất động sản tại Miami, tổng giá trị hơn 15 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, M10 được cho là sẽ tìm kiếm một căn hộ ven biển để sinh sống cùng gia đình trong thời gian tới. Thực tế, câu lạc bộ Al Hilal của Ả Rập Xê Út đã mời chào Messi mức thù lao lên tới 500 triệu đô la Mỹ một năm. Tuy nhiên, Messi quyết định từ chối để chuyển sang Mỹ chơi bóng cho Inter Miami. Messi vẫn nằm trong danh sách những cầu thủ có thu nhập cao nhất. Tuy nhiên, hợp đồng mới của anh vẫn là quá nhỏ nếu so với số tiền mà Cristiano Ronaldo và Karim Benzema kiếm được khi đến chơi ở Saudi Pro League. Vừa rồi là 5 cầu thủ sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới. Bạn có thích video này không? Nếu hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!